Còn tại Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều thành phố lớn như là Thượng Hải và Bắc Kinh đang căng mình chống lại biến thể tàn hình và dễ lây lan của Covid-19, thì hai nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc đã được chấp thuận để thử nghiệm lâm sàng các ứng cử viên vaccine đặc hiệu ngừa Omicron tại Trung Quốc. Sinopharm và Sinovac, hai nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc cho biết, các ứng cử viên vaccine bất hoạt dành riêng cho Omicron của họ đã được cơ quan chức năng quốc gia phê duyệt để đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc đại lục. Trước đó gần nửa tháng, hai công ty này cũng cho biết vắc-xin ngừa Omicron của họ được phép thử nghiệm lâm sàng tại Hồng Kông. Các thử nghiệm trên động vật cho thấy, vắc-xin mới có thể tạo ra mức độ cao kháng thể trung hòa chống lại Omicron và một số biến thể khác. Để thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi cần hợp tác với một số chuyên gia và các cơ quan quản lý dược phẩm. Ước tính cần 3-4 tháng để hoàn thành thử nghiệm này. Trong đó, Sinopharm sẽ tiến hành nghiên cứu lâm sàng đối với những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng sản sinh miễn dịch của ứng viên đặc hiệu Omicron này. Công ty cũng đang phát triển các loại vaccine dành riêng cho Omicron với công nghệ mRNA và công nghệ vector tái tổ hợp.